Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Bụi TV. Và ngày hôm nay thì Apple họ đã cập nhật cho anh em chúng ta một cái phiên bản cập nhật mới, iOS 15.5 phiên bản RC, một cái phiên bản chính thức cho những bạn nào mà chúng ta đang dùng những cái phiên bản iOS 15.5 phiên bản beta thì các bạn có thể cập nhật lên cái phiên bản này. Rồi ok, và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ở trên cái phiên bản RC này thì nó sẽ có những cái điều gì khác biệt để mà chúng ta cần phải quan tâm nhé. Ok, bắt đầu video. Đầu tiên á, thì khi mà 7 giờ sáng mình dậy và mình cập nhật cái phiên bản này lên thì nó tốn cho mình khoảng là 5,23GB. Tại vì Apple họ coi cái việc cập nhật này á, là cập nhật lên hẳn một cái phiên bản mới, cho nên là nó sẽ có cái mức dung lượng như thế này. Và trước khi mà cập nhật lên á, thì mình cũng đã có chụp lại những cái thay đổi ở trên cái phiên bản cập nhật lần này. Đây là điều mà những cái phiên bản beta thì chúng ta sẽ không có chụp được cái phần thay đổi này. Tuy nhiên thì ở trong cái phần này Apple họ cũng chỉ gói gọn một vài những cái thay đổi nó khác đi thôi, và nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới người dùng ở Việt Nam. Đầu tiên là cái ví của Apple thì sẽ có một cái chút thay đổi nhỏ về cái cách thanh toán ở trên cái ví này. Tiếp theo là Apple Postcard. Và cái thứ ba sẽ là fix một số những cái hiệu ứng về màn hình. Rồi, và gần như ba cái này thì nó chẳng ảnh hưởng gì tới người dùng Việt Nam cả, và nó không có cái sự hữu dụng nhiều ở đất nước chúng ta. Cho nên mình sẽ tập trung nhiều hơn vào phần hiệu năng cũng như là phần pin ở trên cái phiên bản cập nhật lần này, để các bạn có thể biết được nó tốt ra làm sao hay là nó xấu ra như thế nào để mà các bạn có thể cập nhật lên nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ vào trong phần cài đặt, và ở đây thì phần cài đặt chung và phần giới thiệu, và chúng ta sẽ có cái bản mã của nó là 19F77. Thì sau khi mà Apple họ tung ra cái phiên bản chính thức á, 15.5 phiên bản chính thức dành cho tất cả mọi người đều có thể cập nhật lên, thì nó sẽ có cái phiên bản mã y chang như thế này. Cho nên đây là lý do tại sao mà mình nói phiên bản 15.5 phiên bản RC là một cái phiên bản chính thức dành cho những bạn nào mà chúng ta đang dùng những cái phiên bản beta đó. Rồi, và một ngày qua thì mình cũng đã có những cái trải nghiệm về cái phần pin ở trên cái phiên bản cập nhật lần này. Cụ thể là mình đã dùng từ 7 giờ sáng mình cập nhật lên, và sau đó bây giờ là khoảng gần 7 giờ tối, và hiện tại mình còn khoảng 17% dung lượng pin của mình dùng ngày hôm nay. Thì mình sẽ vào cài đặt để coi thử xem là một ngày nay mình dùng như thế nào. Khoảng 24 giờ qua thì mình dùng được đâu đó là khoảng 5 giờ 47 phút. Tuy nhiên nếu như tính ngược về 24 giờ trước á, thì 7 giờ tối hôm qua mình vẫn chưa cập nhật lên cái phiên bản cập nhật lần này. Cho nên mình sẽ quay qua 10 ngày qua mình đã dùng như thế nào. Thì ở cái mức này, cụ thể là từ thứ 6, có nghĩa là tính từ 0 giờ, lúc đó mình chưa cập nhật lên, nhưng mà lúc đó thì mình đang sạc, mình đang không có dùng máy cho nên nó sẽ không có tốn pin. Và đến bây giờ, đến khoảng gần 7 giờ thì nó dùng được cho mình khoảng là 5 giờ 6 phút on screen. Và cái chiếc máy của mình thì còn khoảng 17%, và lúc gần nhất mình sạc lên là 97% lúc 23 giờ 20. Đó, ngày thứ 5 thì mình đã sạc lên là 97%, và sau đó thì 7 giờ sáng mình cập nhật và mình dùng đến bây giờ thì mình được 5 giờ 6 phút on screen. Và nói về những cái ngày trước thì ví dụ như ngày thứ 5 ở cái phiên bản iOS 15.5 phiên bản Developer Beta 4 thì mình dùng được 8 tiếng một ngày. Rồi, và ở những cái ngày trước đó thì cũng sẽ dao động ở đâu đó khoảng 7 tiếng, 7 tiếng rưỡi. Thì đây là một cái mức trung bình mà cái chiếc iPhone 12 Pro Max của mình nhận được khi mà mình sử dụng ở trên những cái phiên bản cập nhật gần đây. Và như vậy thì các bạn cũng đã thấy được là giữa cái phiên bản 15.5 phiên bản RC này so với cái phiên bản 15.5 phiên bản Beta 4 thì nó đã có cái sự khác biệt về mức sử dụng pin như thế nào. Đó, cụ thể thì bản trước mình dùng pin nó ngon hơn, dùng cũng được lâu hơn và dài hơn so với cái phiên bản cập nhật lần này. Tuy nhiên thì đây là cái số liệu mà ngày hôm nay mình mới đo. Mình sẽ quay trở lại khi Apple họ tung ra cái phiên bản 15.5 phiên bản chính thức để nói cho các bạn biết về cái thời gian trước đó thì mình dùng cái phiên bản này như thế nào, thì chúng ta sẽ biết nó rõ hơn. Rồi, về hiệu năng thì ở đây mình cũng đã đo hiệu năng bằng Geekbench 5 Pro, thì nó cho một cái điểm hiệu năng cũng nhỉnh hơn một tí xíu thôi so với cái phiên bản Beta 4. Thì cụ thể điểm đơn nhân thì hai cái phiên bản này nó xem nhau, tuy nhiên điểm đa nhân thì trên cái phiên bản 15.5 phiên bản RC nó trội hơn khoảng 100 điểm. Thì từ sáng đến giờ mình dùng thì thấy nó vẫn mượt mà bình thường, không có hiện tượng giật lag gì cả. Lỗi ứng dụng thì mình vẫn chưa thấy. Ở trên cái phiên bản 15.5 phiên bản Beta 4 lúc trước thì mình lỗi cái Messenger này liên tục,
và gần như là mỗi lần vào nhắn tin mình phải tắt như thế này, mình out ra và mình vào lại thì mới có thể nhắn tin được. Đây là một cái lỗi còn hiện hữu ở trên cái phiên bản 15.5 phiên bản beta 4, và hiện tại thì mình đang ở phiên bản 15.5 phiên bản RC. Và đó sẽ là tất cả những cái trải nghiệm một ngày qua về hiệu năng về pin ở trên cái phiên bản 15.5 phiên bản RC này. Và các bạn đã cập nhật lên cái phiên bản này chưa? Các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.